trong những ngày gần đây mặt trận Đông Âu sôi sục chưa từng có khi Tổng thống Pháp một lần nữa đầy quyết liệt muốn điều quân đến Ukraine khiến nhiều nước NATO ra sức can ngăn tuy nhiên rộ tin NATO bí mật vạch hai làn xanh đỏ can thiệp trực tiếp vào xung đột Ukraine thực hư ra sao đang nói chiến trường Đông Âu vẫn oan mình trong mưa bom bão đạn nga tung 25.000 quân dồn lực đẩy Kiev khỏi pháo đài chiến lược đồng thời phá kho tên lửa phương Tây gần Odessa ở miền Nam bối cảnh đáng lo ngại, Ukraine có nguy cơ mất thành phố quan trọng miền đông trước mùa hè. Giữa lúc đó, Mỹ đột ngột đóng băng hàng viện trợ quân sự cho Israel. Nguyên nhân là gì? Thủ tướng Israel Netanyahu bác bỏ các yêu cầu ngừng bắn vì một lý do. Cảnh sát Israel đột kích đài truyền hình lớn nhất xứ sở Ả Rập sau lệnh đóng cửa. Nhiều nước tham gia cuộc tập trận hải quân trên biển đỏ hơn 250.000 người tham gia cuộc chạy bộ từ thiện lớn nhất thế giới. Thợ làm bánh Pháp phá kỷ lục Guinness với chiếc bánh mì baguette dài nhất thế giới. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến xung đột sụp sôi ở giải Gaza cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga từng nhiều lần nhấn mạnh rằng NATO đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và đào tạo cho quân đội Ukraine, điều mà Moscow cảnh báo sẽ chỉ kéo dài tình trạng bế tắc. Trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine đang yếu thế trên chiến trường, NATO được cho là đã bí mật đặt ra hai làn danh đỏ cho mình. Nếu hai làn danh đỏ trên bị vượt qua, NATO có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine, tờ báo ý La Repubblica đưa tin vào ngày 5 tháng 5. Các tác giả của bài báo lập luận rằng NATO, dưới hình thức rất bí mật và không có thông tin chính thức, đã thiết lập ít nhất hai làn danh đỏ, sau đó có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Họ nhấn mạnh hiện tại NATO không có bất kỳ kế hoạch cử một đội quân tham gia xung đột, mà chỉ đánh giá các hành động có thể xảy ra trong tình huống khẩn cấp. Theo tờ báo trên, Làn danh đỏ đầu tiên liên quan đến khả năng quân đội Nga xâm nhập vào tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine và liên quan đến sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của bên thứ ba vào cuộc xung đột ở Ukraine. Theo các nhà báo, kịch bản này có thể trở thành hiện thực trong trường hợp lực lượng vũ trang Nga đột phá vào hành lang giữa Ukraine và Belarus. Điều này được cho là có thể dẫn đến sự tham gia trực tiếp của Minsk vào các cuộc xung đột và theo phía Moscow. Làn danh đỏ thứ hai gợi ý một hành động khiêu khích quân sự được giả định là chống lại Ba Lan hoặc các quốc gia vùng Baltic hoặc một cuộc tấn công có chủ đích vào Moldova. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vrkhovna Rada Alexei Goncharenko thừa nhận. Ukraine có thể xin gửi quân đến khu vực xung đột của Liên minh châu Âu, theo ông phần lớn sẽ phụ thuộc vào tình hình ở mặt trận. Trước đó vào ngày 2 tháng 5, Tổng thống Pháp Macron một lần nữa không loại trừ khả năng điều quân từ châu Âu tới Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những cuộc đối thoại như vậy là rất nguy hiểm. Ngoài ra, những lời này của ông Macron đã bị chỉ trích ở Pháp, Ý, Anh, Hungary và Slovakia. Vào ngày 30 tháng 4, tạp chí Forward đưa tin các nhà hoạch định NATO coi việc Nga tấn công trực tiếp vào một quốc gia thành viên láng giềng của Liên minh là khó xảy ra, đồng thời có sự khác biệt trong quan điểm giữa các thành viên Liên minh về các mối đe dọa đối với NATO. Phương Tây thường xuyên tích cực nói về cuộc tấn công có thể xảy ra từ Nga, nhưng Moscow nhiều lần chỉ ra rằng họ không tìm kiếm chiến tranh với các nước phương Tây. Đặc biệt vào ngày 28 tháng 3, Tổng thống Nga Putin gọi những giả định như vậy là vô nghĩa. Quân đội Ukraine vào ngày 5 tháng 5 cho biết Nga đã huy động tới 25.000 binh sĩ xung quanh khu định cư chiến lược tại Chasipia, ngay sau khi Điện Kremlin tuyên bố đã chiếm giữ một ngôi làng khác ở khu vực Donetsk. Người phát ngôn của nhóm lực lượng Khotysia của Ukraine, Naza Volosin, nói với truyền hình nhà nước rằng đối phương đã tập hợp một nhóm gồm 20.000 đến 25.000 quân nhân xung quanh Chasipia. Chasipja là một thị trấn trọng điểm ở phía tây thành phố Ban Mút do Nga kiểm soát. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW của Mỹ mô tả Chasipja là một thành phố pháo đài. ISW nhận định, việc chiếm được Chasipja sẽ giúp Nga tiến công vào phần còn lại của các khu vực phòng thủ quan trọng của Ukraine. ISW cho biết, việc kiểm soát Chasipja cũng có thể cho phép Nga cắt đứt khu định cư Krotian Tinipka. Điều này sẽ làm tổn hại đến xương sống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk. với việc quân đội ukraine liên tục hứng chịu thất bại, mọi thứ đang trở nên khá ảm đạm đối với chính quyền kiev. đáng lưu ý theo new thành phố chasipya ở tỉnh Donetsk, miền đông ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của kiev. tuy nhiên, khu vực này được dự đoán có thể rơi vào tay lực lượng nga trước mùa hè năm nay. tư lệnh quân đội ukraine đại tướng oleksandr syzdyk vào hồi tháng trước cho biết moscow đang cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ của ukraine ở phía tây bát mút, giành quyền kiểm soát cho chasipya và tạo điều kiện để tiến xa hơn về phía thành phố kramatorsk ở Donetsk khu vực ở phía tây bắc chasipia Theo tướng Zizki, Nga muốn kiểm soát Chasipya trước lễ kỷ niệm ngày 9 tháng 9 tháng 5. Các lực lượng Ukraine và Nga tiếp tục giao tranh phần Chasipya vào ngày 4 tháng 5, nhưng không có thay đổi nào được xác nhận ở chiến tuyến này, IS đưa cho hay. Quân đội Ukraine vào hôm 5 tháng 5 cho biết họ đã đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga gần Banmuth trong 24 giờ trước đó, bao gồm xung quanh làng Klitschivka, phía tây nam Banmuth và Ivanivsky, phía tây Banmuth và phía đông Chasipya. Tại thành phố Odessa, miền nam Ukraine, quân đội Nga mới đây tuyên bố đã phá hủy một kho chứa tên lửa do phương Tây viện trợ cho Kiev. Sputnik trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng vào ngày 5 tháng 5 cho biết, trong 24 giờ qua, các đơn vị hàng không tác chiến lực lượng tên lửa và pháo binh thuộc các nhóm quân của chúng tôi đã phá hủy một kho vũ khí tên lửa do phương Tây sản xuất ở khu vực thành phố Odessa, cũng như chạm radar phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không P-19 của Ukraine tại khu vực làng Kogitoka, vùng Kharkiv. Theo giới chức Nga, quân đội nước này cũng đã nhắm tấn công vào một kho nhiên liệu thuộc Trung tâm hỗ trợ hậu cần chung số 218 của Ukraine. Các xưởng sản xuất nhiên liệu tên lửa, vũ khí không người lái, binh lính và trang thiết bị quân sự ở 108 quận của nước láng giềng. Quân đội Nga thống kê các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 20 máy bay không người lái UAV và hai quả bom có dẫn đường Hammer của đối phương ở khu vực tiền tuyến trong ngày 5 tháng 5. Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập những thông tin trên. Chưa dừng lại ở đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng phòng không nước này bắn hạ máy bay không người lái UAV qua mét do Ba Lan sản xuất và chuyển giao cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết binh lính thuộc nhóm chiến đấu Dnipro của Nga đã sử dụng súng phòng không ZU-23-2 bắn hạ một UAV qua mét càng tử của Ukraine trong một vụ chạm trán mới đây. Các lực lượng Kiev có ý định dùng UAV nói trên để tập kích pháo binh Nga. Các quan chức Nga không đề cập đến thời gian và địa điểm diễn ra sự việc. Họ chỉ khẳng định các đơn vị phòng không của Moscow làm nhiệm vụ ở bên kia biên giới đang canh gác bầu trời suốt ngày đêm nhằm loại bỏ kịp thời mối đe dọa từ đối phương. Theo các chuyên gia quân sự, UAV QuaMet có chiều dài 1,2m, dài cánh 1,6m và trọng lượng cất cánh tối đa 5,7km. Máy bay được trang bị một động cơ điện với cánh quạt đẩy cho tốc độ bay hành trình 80km/h. QuaMet chỉ có tầm hoạt động tối đa 30km ở trần bay tối đa 500m và thời gian bay liên tục trên không là 1 giờ. Mẫu UAV này sử dụng vật liệu nổ nặng tối đa là 1,4 km, có thể là thuốc nổ thông thường hoặc đạn nhiệt áp. Người điều khiển theo dõi qua mét qua hệ thống quang điện tử và có thể hướng UAV lao vào mục tiêu với tốc độ là 150 km h trước khi phát nổ. Dù có tính năng không nổi trội nhưng bộ lại qua mét có ưu điểm là giá thành rẻ, chỉ dấp xỉ 12.000 đô la Mỹ một chiếc, thấp hơn nhiều so với các giá thành các mục tiêu chúng nhắm tấn công như các khẩu pháo hay là xe quân sự. Liên quan tình hình Trung Đông, theo trang tin ASEAN đưa tin vào ngày 5 tháng 5, Mỹ đã đột ngột dừng lô hàng đạn dược do Mỹ sản xuất dự kiến chuyển tới Israel vào tuần trước theo kế hoạch. Nhà Trắng vẫn chưa lên tiếng giải thích cho hành động này. Trong khi đó, là đồng góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin trên. Dẫn lời hai quan chức Israel, trang tin Mỹ cho hay việc giao hàng đã bị dừng lại một cách không rõ nguyên nhân và chính phủ Israel cũng đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao lô hàng lại bị giữ. Việc vận chuyển vũ khí của Mỹ cho Israel gặp gián đoạn trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ngày càng chỉ trích cuộc chiến tại giải Gaza. Trước đó, kể từ cuộc tập kích xuyên biên giới của Hamas vào Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm có tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát động một chiến dịch tấn công trên bộ, tuyên chiến với Hamas. Cuộc trả đũa kéo dài 7 tháng đã đẩy số người chết tại vùng đất này lên tới 35.000 người và khiến người Palestine rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Tổng thống Biden từng cảnh báo tấn công thành phố Rafah, nơi trú ẩn của hơn 1 triệu người tị nạn Palestine, sẽ là làn danh đỏ đối với Washington và công khai chỉ trích quân đội của ông Netanyahu ném bom bừa bãi vào Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã trừng phạt những người Israel định cư ở bờ Tây, trong khi Mỹ bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 3 cho phép thông qua biện pháp yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, bất chấp sự thay đổi trong quan điểm, Mỹ vẫn duy trì dòng vũ khí và đạn dược đến Israel. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, Mỹ được cho là đã phê duyệt hơn 100 lần chuyển giao vũ khí cho theo Aviv. Chi tiết của những lần chuyển giao vũ khí này thường không được công khai. Trong hơn 100 chuyến, chỉ có hai chuyến giá trị vũ khí chuyển giao vượt qua 250 triệu đô la Mỹ. Tháng trước, Washington cũng đã thông qua những gói hàng viện trợ lớn bao gồm hơn 1.800 quả bom MK-84, 500 quả bom MK-82 và hơn 1.000 đạn có đường kính nhỏ. Trong bối cảnh đàm phán dân lực lượng Hamas và Israel vẫn chưa có tiến triển, quân đội Theo Aviv và cơ quan an ninh nội địa Sinbad xác nhận một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas có trụ sở tại một cơ sở của UNRWA ở trung tâm giải Gaza giả, đã trở thành mục tiêu trong một cuộc không kích vào sáng sớm ngày 5 tháng 5. Theo một tuyên bố chung, địa điểm này được Hamas sử dụng để chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại quân đội Israel ở hành lang Nezarim và chống lại việc vận chuyển viện trợ nhân đạo. IDF cho biết cuộc tấn công đã được lên kế hoạch cẩn thận và thực hiện bằng cách sử dụng vũ khí chính xác để tránh gây tổn hại nhiều nhất có thể cho thường dân. Lực lượng IDF cho rằng trung tâm chỉ huy được sử dụng để cung cấp vũ khí cho các thành viên cũng như các vật tư khác cho các thành viên nhóm cực đoan trong đường hầm. IDF cho biết thêm, nhóm viên quân Hamas đã khai thác một cách có hệ thống các tổ chức quốc tế và dùng dân thường làm lá chắn cho các hành động cực đoan chống lại nhà nước Israel. Các nguồn tin y tế tại giải Gaza cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng trong các cuộc không kích vào ngày 5 tháng 5 tại thành phố Rafah, miền nam Gaza, vài giờ sau khi phong trào Hamas nã nhiều rocket khiến 3 binh sĩ Israel thiệt mạng. Trước đó cùng ngày, quân đội Israel vừa cho biết ít nhất 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng súng cối của lực lượng Hamas. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho hay khoảng 10 quả đạn súng cối đã được bắn từ thành phố Rafah, miền nam giải Gaza nhằm vào cửa khẩu Kerem Salom kết nối giữa Israel và vùng lãnh thổ của Palestine. Lực lượng Hamas đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Theo tuyên bố của Hamas, vụ tấn công thực hiện để đáp trả việc máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các cứ điểm của lực lượng này trong khu vực. Trong khi đó, giới chức y tế của Gaza vào hôm nay, ngày 6 tháng 5 cho biết cuộc tấn công mới đây của quân đội Israel nhằm vào một ngôi nhà ở thành phố Rafah cũng đã khiến 9 người Palestine thiệt mạng. Liên quan đến tiến trình đàm phán về việc ngừng bắn ở Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 5 tháng 5 đã bác bỏ các đề xuất ngừng bắn vì ông cho rằng lời kêu gọi của hamas về việc rút toàn bộ binh sĩ israel khỏi gaza và chấm dứt chiến tranh là không thể chấp nhận được ông netanyahu cho biết việc đồng ý với những đề xuất như vậy sẽ giữ nguyên vẹn hamas và để lại khả năng xảy ra một cuộc tấn công khác trong tương lai Ông nói trong một tuyên bố, đầu hàng trước các yêu cầu của Hamas sẽ là một thất bại khủng khiếp đối với nhà nước Israel. Theo một quan chức cấp cao của Hamas, vòng đàm phán về vấn đề này đã kết thúc vào ngày 5 tháng 5 tại Cairo, Ai Cập, với việc phái đoàn Hamas di chuyển sang Qatar để tiến hành các cuộc thảo luận bổ sung liên quan đến đề xuất ngừng bắn. Theo quan chức yêu cầu giấu tên trên, phái đoàn của Hamas sẽ tiếp tục thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Quan chức này nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán không thất bại, nhưng phong trào này cần thảo luận về một số điểm trong đề xuất mới. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay khi kết thúc cuộc đàm phán ở Cairo, Hamas cho biết họ đã chuyển những phản hồi của lực lượng này tới các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar. Cảnh sát Israel đã đột kích văn phòng của Al Jazeera ở Jerusalem sau khi chính quyền nước này quyết định đóng cửa các hoạt động tại địa phương của đài truyền hình thuộc sở hữu của Qatar vào ngày 5 tháng 5. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy cảnh sát mặc thường phục tháo dỡ thiết bị camera trong một phòng khách sạn được sử dụng làm văn phòng đại diện của Al Jazeera ở đông Jerusalem. Nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó đã ra lệnh đóng cửa kênh truyền thông này, chừng nào cuộc chiến ở Gaza vẫn tiếp diễn vì cho rằng nó đe dọa an ninh quốc gia. Al Jazeera cho biết hành động này là một hành động tội phạm và cáo buộc rằng kênh truyền thông này đe dọa an ninh Israel là một lời nói dối khiến các nhà báo của họ gặp nguy hiểm. Các truyền thông hàng đầu ở Trung Đông này đã chỉ trích hoạt động quân sự của Israel ở Gaza, nơi họ đã đưa tin trong suốt cuộc chiến. Một tuyên bố của chính quyền ông Netanyahu cho biết Bộ trưởng Truyền thông Israel đã ký lệnh hành động ngay lập tức. Tuyên bố cho biết các hoạt động gồm đóng cửa các văn phòng của Al Jazeera ở Israel, tịch thu thiết bị phát sóng, cắt kênh này khỏi các công ty truyền hình cáp và vệ tinh cũng như chặn các trang web của họ. Al Jazeera cho biết Israel đã cố tình nhắm mục tiêu và đã loại bỏ một số nhà báo của họ ở Gaza, bất chấp việc bác bỏ cáo buộc từ phía Israel. Báo Egypt Today ngày 5 tháng 5 đưa tin, quân đội Jordan, Ai Cập, Djibouti, Yemen và nước chủ nhà Ả Rập Saudi đã tham gia cuộc tập trận hải quân mang tên Red Wave Exercise 7 kéo dài nhiều ngày trên biển đỏ. Cuộc tập trận này bao gồm các hoạt động nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng lập kế hoạch và triển khai các cuộc tấn công, cũng như tổ chức phòng thủ và tìm kiếm cứu nạn trên biển nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức chung. Ngoài các nước nằm ở khu vực biển đỏ, hoạt động huấn luyện chung này còn hiện diện các quan sát viên đến từ Algeria, Somalia và Nhật Bản cuộc tập trận Red Exercise lần đầu tiên được triển khai vào năm 2018 và được tổ chức thường niên sau đó. Trước đó, ngày 3 tháng 5, các lực lượng vũ trang Saudi Arabia và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom cũng đã tổ chức cuộc tập trận quân sự chung mang tên Shield of Prevention 4 tại Bộ Tư lệnh Miền Đông của Ả Rập Saudi ở thành phố Dorahan. Hoạt động này nhằm mục đích tăng cường khả năng xử lý các mối đe dọa nguy hiểm về hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, người dân Panama đã bất chấp nắng nóng gây gắt để có mặt tại các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước, thực hiện cuộc tổng tuyển cử chọn ra nhà lãnh đạo mới cho nước này. Ngay khi cử tri cuối cùng bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu, các quan chức của trung tâm bỏ phiếu đã mở thùng để chuẩn bị kiểm phiếu. Trước đó, cuộc đua với 8 ứng viên đã diễn ra đầy sôi nổi khi cựu bộ trưởng Joe Raul Mulino đã dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến. Ông Molino đã thay thế cựu tổng thống nổi tiếng Ricardo Martinelli trong cuộc bỏ phiếu sau khi ông Martinelli bị cấm tranh cử do bị kết án rửa tiền. Trong khi đó, Romulo Roque và cựu tổng thống Martin Tijeros đã liên tục luân phiên ở vị trí thứ hai và thứ ba trong cuộc đua giành ghế tổng thống. Theo sát phía sau là Ricardo Lombana, người cũng từng tranh cử trong cuộc bầu cử trước đây và phó tổng thống đương nhiệm Jose Gabriel Carrizo. Quy tắc bầu cử của Panama không yêu cầu phải có vòng hai nên kết quả hôm 5 tháng 5 là cuối cùng. Theo Reuters, không một đảng nào được dự báo sẽ giành được quyền kiểm soát cơ quan lập pháp, nơi có 885 ghế được bầu. New Delhi không còn bị ảnh hưởng bởi các đơn thuốc nhập khẩu khi xây dựng chính sách đối ngoại và đo lường mọi thứ dựa trên ích quốc gia. Bộ trưởng Ngoại giao nước này, ông Subramanian Jayanka, khẳng định trong một chuyên mục trên tờ The Indian Express. Ông cũng gợi ý rằng, một thế giới nơi mọi thứ đều được vũ khí hóa, điều quan trọng đối với đất nước là đảm bảo các khả năng chiến lược của mình được phát triển nội bộ. Ông Jay Sanka lưu ý, bị ảnh hưởng bởi các đơn thuốc nhập khẩu, đôi khi chúng tôi đã hạ thấp mục tiêu của mình vì lợi ích của người khác. Theo quan chức này, sự thay đổi lớn ở Ấn Độ hiện nay là ý thức mạnh mẽ về Bharat là trên hết. Bharat là tên của đất nước bằng ngôn ngữ nước này, đồng thời cái tên này cũng đang được đảng Bharatiya Janata, BJP cầm quyền coi là một khái niệm chính trị mới. Trong chuyên mục mới nhất của mình, ông Jay Sankar cũng lập luận rằng chính sách mới của New Delhi đã khuyến khích nước này theo đuổi chính sách ngoại giao đa chiều nhằm tối đa hóa các đối tác và giảm thiểu các vấn đề. Tại hội nghị an ninh Munich tổ chức vào tháng 2, ông cho rằng Ấn Độ nên được ngưỡng mộ vì mối quan hệ cân bằng với các đối tác ở phương Tây cũng như các quốc gia như Nga, Iran và các nước khác đang bị trừng phạt nặng nề. Theo dữ liệu do cơ quan xếp hạng ICRA Research tổng hợp, nước này đã tiết kiệm hàng tỷ đô la từ nhập khẩu dầu trong hai năm qua bằng cách mua dầu thô giảm giá từ Nga. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng việc dựa vào chiến lược Made in India trong các lĩnh vực như quốc phòng, công nghệ và đổi mới là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Ấn Độ, chứ không chỉ riêng nền kinh tế. Trong thế giới hậu Covid-19, tất cả các quốc gia đều đang tìm kiếm quyền tự chủ chiến lược, ngay cả những nước phát triển nhất cũng lo ngại về khả năng cạn kiệt và phụ thuộc quá mức vào nơi khác. Trong một thế giới nơi mọi thứ đều được vũ khí hóa, Ấn Độ cũng phải đảm bảo rằng các nhu cầu cơ bản và cơ sở hạ tầng quan trọng được phát triển trên toàn quốc ông viết. Reuters đưa tin, hơn 265.000 người trên 169 quốc gia đã tham gia giải chạy Wing for Life World Run lần thứ 11 diễn ra vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Thống nhất với phương trầm chạy vì những người không thể chạy, Run for the Who Can, những người chạy bộ, người đi bộ và người sử dụng xe lăn đã tập trung tại một trong 345 điểm xuất phát trên toàn cầu hoặc tham gia riêng lẻ bằng ứng dụng wings for Life Run, theo điều mà cựu động viên Olympic người Anh Colin Jackson đã mô tả là sự kiện chạy bộ lớn nhất thế giới. Những người tham gia đã chạy quá đường trung bình 11,5 km, trong đó Tomoya Watanabe của Nhật Bản đã lập kỷ lục sự kiện mới khi đạt 70,09 km với tư cách là người chiến thắng nam, trong khi Dominica Stelmark của Ba Lan chạy 55,02 km và giành danh hiệu người chiến thắng ở hạ mục cho nữ giới. Theo giám đốc điều hành của Wings for Life, Anita Gretthater, phiên bản 2024 đã lập kỷ lục mới trong một năm với hơn 8,1 triệu euro quyên góp và tất cả số tiền thu được dự kiến sẽ tài trợ cho các dự án nghiên cứu và thử nghiệm lâm sản nhằm tìm ra phương pháp chữa trị chấn thương tủy sống. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, các thợ làm bánh người Pháp đã tạo nên chiếc bánh mì baguette dài nhất thế giới với chiều dài 140,53 mét, xác lập kỷ lục cho một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nước này mà Ý đã nắm giữ trong 5 năm qua. Theo chiếc bánh mì bà có thể kỷ lục dài hơn khoảng 235 lần so với chiếc bánh truyền thống được làm ở Suresnes ngoại ô Paris trong một sự kiện dành cho liên đoàn thợ làm bánh và đầu bếp bánh ngọt Pháp. Chiếc bánh mì dài nhất trước đó đã từng từng được ghi nhận với chiều dài 132,62 m đã được nướng tại thành phố Como của Ý vào tháng 6 năm 2019. Để xác lập kỷ lục mới này, những người thợ làm bánh Pháp đã bắt đầu nhào nặn và tạo hình bột vào lúc 3 giờ sáng trước khi cho vào lò nướng chuyển động chậm có bánh xe được chế tạo đặc biệt. Anthony Arrigal, một trong những thợ làm bánh, cho biết, sau khi chiếc bánh mì baguette được giám khảo kỷ lục Guinness Thế giới phê duyệt, «Mọi thứ đã được xác thực. Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng khi phá được kỷ lục này, và đặc biệt hơn nữa là điều này đã được thực hiện ở Pháp». Reuters cho hay một phần của chiếc bánh mì baguette dài ít nhất 5cm đã được cắt và chia sẻ với công chúng, phần còn lại sẽ được trao cho những người vô gia cử. Theo quy định chính thức. Chiếc bánh mì ba cơ thể truyền thống của Pháp phải dài khoảng 60 cm, chỉ được làm từ bột mì, nước, muối và men và nặng khoảng 250 g. Kính thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.